quý vị, đây là dòng xúc đào bánh lốp. Loại này là nhỏ gầu 0,3 khối. Tầm với của con này là 6m4. Và tầm chiều cao đổ nó 5m1. Công suất máy là 60 kW. Giờ xem cabin. Bắt đầu tay trang. Tay trang này, đây là cần đi số, cần số. Tay trang này thì có 4 hướng. Lưng kéo lên là lên cần, hạ cần, gạt sang trái là co, sang phải là đổ. Tay trang này thì cái này là chân, hạ chân này, hạ co. Đây là chân phải, đây là chân trái cũng hạ co. Đây là cái ben đằng trước này. Đây những nút là của điều hòa nhé. Đây là công tắc. Đây mọi người nhớ, quan trọng nhớ cái này là phanh nhé. Cái phanh này. Đây là cái này, cần gạt này là có đèn nhé, đèn và xi nhan. Sang bên trái này có một cái tay trang nữa. Tay trang này cũng có 4 hướng. 4 hướng là quay mâm nhé. Sang trái, sang phải là quay mâm. Còn đây lên xuống là gập càng. Đây cái càng trước này. Đây là gập và duỗi. Đây là chân này có tháo lắp nhanh nha mọi người nhé. Trên kia quá rồi thì mình gần đây không thể mở được. Còn đây là chân côn. Đây là chân phanh, đây là chân ga. Còn đây tất cả cửa kính là có nút mở hết nha, thoát hiểm. Và có cả là có radio. Đây là chân.